bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với pháp môn giải thoát không chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học thế nào là nên đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với năm loại mắt chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học thế nào là nên đối với sáu phép thần thông chẳng khởi lên các các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với mười lực Phật chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Thế nào là nên đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với Pháp không quên mất chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học thế nào là nên đối với tánh luôn luôn xả chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với trí nhất thiết chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học thế nào là nên đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với quả dự lưu chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học thế nào là nên đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với quả vị độc giác chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với tất cả hạnh đại bồ tát chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học Bạch Thế Tôn thế nào là đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Hết quyển thứ 360.